Xin cảm ơn các bé thuộc nhóm chuột sóc đã mang đến cho chúng ta một màn biểu diễn vô cùng thú vị. Quý vị thân mến, thường thì trong các chương trình mà của người lớn ấy, thì rất là ít khi nào xuất hiện những các gọi là cách nhắc tùy như thế này, nhưng mà quả thật là